Nhằm chủ động tham mưu chỉ đạo ứng phó kịp thời với áp thấp bão số 4, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tổ công tác chuẩn bị phối hợp với các địa phương sẵn sàng phương án phòng chống áp thấp bão số 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi sát tình hình của áp cấp bão số 4, triển khai công tác ứng phó thêm phương châm bốn tại chỗ, trong đó chủ động ra soát kỹ các kế hoạch phương án địa bàn cụ thể, duy trì nghiêm quân số, phương tiện, trang bị, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tuyển ven biển phù hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền thông báo cho người dân địa phương các chủ phương tiện tàu thuyền nằm dương biển của mưa bão phù hợp giúp nhân dân địa phương trang trọng nhà cửa, phương tiện tàu thuyền tại nơi neo đầu an toàn. Cùng trong sáng 19 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử các đoàn công tác về các địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, chỉ đạo cả cơ quan đơn vị khẩn trương chuẩn bị các phương án phù hợp với địa phương, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống mưa bão.